Hôm nay trước ban thờ, anh đoan nguyện trọn đời bên em. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương, để kính trọng em mỗi ngày trong đời anh. Hôm nay trước ban thờ, em đoan nguyện trọn đời bên anh. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên anh, để yêu thương, để kính trọng anh mỗi ngày trong đời em. Từng giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới, phong ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới. Niềm hạnh phúc chân an mãi không hề vơ. Chiếc nhẫn này giờ nên nhân chứng, ân tình này dâng hết cho em, con đường này vui bước cùng em. Dẫu thế giới xoay vần chuyển chuyển, hứa yêu em không chút đổi thay, tháng ngày trong đời anh. Phơi phới phúc ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân ân mãi không hề vơi, niềm hạnh phúc chân yeah.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chiều hôm nay chúng ta quy tụ nhau trong ngôi thánh đường giáo họ Đạo Nguyên thân yêu này để cùng chung vui và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho anh Giuse Phạm Thanh Sơn và chị Maria Đào Thị Trà My trong ngày họ quyết định thành lập một gia đình mới. Đây không chỉ là ngày trọng đại đối với hai anh chị và họ hàng hai bên, nhưng đây còn là niềm vui chung của cả giáo họ Đạo Nguyên chúng ta. Chính vì thế, mỗi người chúng ta hãy sốt sắng hiệp dâng thánh lễ này để cầu xin Thiên Chúa đổ lên thiên cho anh chị em muôn vàn ân sủng và chúc phúc cho tình yêu của hai anh chị mãi đẹp và hạnh phúc đến trọn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là anh Giuse Phạm Thanh Sơn và chị Maria Đào Thị Trà My, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trì cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Sám Thế. Thiên Chúa phán: Chúng ta hãy dựng lên con người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta, và họ hãy làm chủ cá biển, chim trời, mọi thú rừng, tất cả trái đất và mọi loài bò sát di chuyển trên đất. Vậy Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh mình. Ngài tạo dựng họ theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài tạo dựng họ có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc cho họ
và Thiên Chúa phán với họ: Hãy phát triển và sinh sôi cho nhiều, đầy mặt đất và chế ngự nó. Hãy làm chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài đã làm ra, chúng thật là tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Chúng ta và có tiếng từ Ngài phán: Hãy ca tụng Thiên Chúa chúng ta, hỡi tất cả các tôi tớ Chúa và những ai kính sợ Ngài, trẻ nhỏ cũng như người lớn. Và tôi đã nghe như có tiếng đoàn người đông đảo, như tiếng nước lũ và như tiếng sấm lớn vang lên rằng: Alleluia! Vì chưng Chúa là Thiên Chúa toàn năng của chúng ta đã hiển trị. Chúng ta hãy reo vui, hãy nhảy mừng và hãy tôn vinh Ngài. Và vì ngày hôn lễ của con chiên đã tới, mà hiền thê của người đã trang phục sẵn sàng, nàng được mặc áo vải gai sáng láng tinh tuyền. Thứ vải gai đó là những công đức của các thánh. Và Ngài nói với tôi: Hãy viết phúc cho những ai được mời dự tiệc cưới con chiên. Đó là lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, lạy Cha Thiên Chúa. Khi ấy có những người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-xu để thử Người. Họ nói: Người ta có được phép lấy vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại: Các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ, và Ngài phán: Bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, mời kẻ ăn Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt là gia đình, họ hàng và bạn bè của cô dâu và chú rể thân mến, phụng vụ lời Chúa trong thánh lễ cưới hôm nay cho chúng ta thấy sự bền vững của hôn nhân Công giáo. Ngay trong bài đọc một trích trong sách Sáng Thế đã xác tín hôn nhân Công giáo bắt nguồn từ Thiên Chúa. Ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã thiết lập tương quan bền chặt giữa Adam và Eva, và Ngài đã mời gọi họ sinh nhiều con cái và làm chủ mặt đất này. Chính Thiên Chúa đã chúc phúc cho cặp vợ chồng đầu tiên này. Như thế, chúng ta có thể nói rằng hôn nhân không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên, vô ý thức tạo thành. Trái lại, đó là sự khôn ngoan của Đấng tạo hóa đã thực hiện ý định tình yêu của Ngài trong nhân loại. Đôi vợ chồng kết hợp với nhau, tận hiến cho nhau để hoàn thiện lẫn nhau và cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh thành và dưỡng dục những con người mới, là con cái mà Thiên Chúa ban cho. Vì thế hôn nhân trong đạo Công giáo là một cam kết thánh, một lời hứa không thể bị phá bỏ, vì chính Thiên Chúa đã thiết lập chứ không phải do người phạm. Đến bài Tin Mừng, Thánh sử Ma-thêu chúng ta vừa nghe đã khẳng định giá trị bền vững bất khả phân ly của hôn nhân Công giáo khi Đức Giê-xu nhấn mạnh: Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Như thế, anh Giuse Phạm Thanh Sơn và chị Maria Đào Thị Trà Vi thân mến, khi anh chị xác định tiến tới hôn nhân, đồng nghĩa với việc anh chị cam kết sống một đời sống trọn vẹn, mãi mãi yêu thương nhau. Hai người cam kết sống mệnh lệnh của Thiên Chúa được cử hành trong thánh lễ hôm nay. Và anh chị hãy ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trước Thiên Chúa, trước gia đình, cộng đoàn và trước lương tâm của chính mình. Khi thề hứa, anh chị hãy ý thức được sự linh thánh trong từng câu nói khi cầm lấy tay nhau, trao cho nhau những lời thề hứa yêu thương và trung thành trọn đời. Chồng sẽ hứa yêu thương vợ suốt đời, vợ sẽ nguyện yêu thương chồng trọn kiếp. Chính khi đó, Thiên Chúa quyền năng là Đấng kết hợp và chúc phúc cho anh chị để hai người
xây dựng một gia đình đầy tình yêu thương. Đó là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa trên trần gian này. Quả thật, xây dựng một ngôi nhà là chuyện dễ, nhưng làm cho ngôi nhà đó trở thành tổ ấm yêu thương lại là chuyện khó. Cũng thế, yêu thương nhau, đến được với nhau là chuyện dễ, nhưng sống được với nhau để chọn nghĩa phu thê thì quả là không dễ chút nào. Và để có thể yêu thương nhau, chung sống với nhau đến trọn đời, xin anh chị hãy nhớ đến một vật cao đẹp mà hai người sẽ trao cho nhau trong thánh lễ hôm nay. Đó chính là chiếc nhẫn cưới. Chiếc nhẫn cưới tượng trưng cho tình yêu và lòng trung tín mà anh chị trao cho nhau. Kính thưa quý cộng đoàn, chiếc nhẫn cưới bao giờ cũng có hình tròn, mà hình tròn thì không có điểm kết. Như thế, nó tượng trưng cho lời hứa bất diệt, lời hứa loại trừ sự chia ly. Và nếu hai chị đặt hai chiếc nhẫn cưới cạnh nhau, nó sẽ tạo nên hình vòng số 8. Đây là biểu tượng liên kết hai anh chị mãi mãi, như chính Đức Giêsu đã tuyên bố như là thiên luật mà tất cả những ai sống trong bậc hôn nhân gia đình Công giáo đều ghi nhớ. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Chính vì thế, khi mang trên tay chiếc nhẫn cưới ngày thành hôn hôm nay, ước gì anh chị hãy luôn nhớ lại giây phút thánh thiêng ngày hôm nay trước vị đại diện của Hội Thánh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Anh chị nói lên lời thề hứa, giao ước thánh thiện và bền vững, để trên cuộc hành trình hôn nhân, anh chị luôn biết nhẫn nhịn nhau, yêu thương nhau và trung thành với nhau cho đến trọn đời, dù có khó khăn, dù gặp sóng gió trong cuộc sống hàng ngày. Thưa quý cộng đoàn, hôm nay chúng ta quy tụ trong ngôi thánh đường giáo họ Đạo Nguyên thân yêu này để chứng kiến, để cầu nguyện và chúc phúc cho đôi bạn trẻ này. Nhưng đây cũng là cơ hội để gia đình chúng ta làm sống lại giây phút cách đây 1 năm, 5 năm, 10 năm, 25 năm hay 50 năm, chúng ta cũng đã cam kết sống đời yêu thương và trung thành. Nhưng liệu lời thề hứa năm xưa ấy đã được thực hiện như thế nào trong cuộc đời mỗi người chúng ta? Mỗi người hãy duyệt xét lại và tự trả lời cho chính mình để điều chỉnh lại cung cách sống của mình. Ước gì thánh lễ hôm nay làm sống lại tình yêu thuở ban đầu nơi các gia đình trong giáo họ chúng ta, để chúng ta thành một gia đình yêu thương, đoàn kết và cùng nhau sống đạo đức thánh thiện, xứng danh là người Kitô hữu giữa lòng xã hội hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng đã kết hợp anh Giuse Phạm Thanh Sơn và chị Maria Đào Thị Trà My nên một trong bí tích hôn nhân, sẽ luôn chúc phúc cho gia đình mới này hôm nay và mãi mãi trọn cuộc đời. Amen. Các con thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh. Trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn, Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính Người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi các con
về ý định của các con. Anh Giuse Phạm Thanh Sơn và chị Maria Đào Thị Trà My, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa cha, con không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Vậy, bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự hưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Giuse Phạm Thạch Sơn nhận em Maria Đào Thị Trà My làm vợ, hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, luôn yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Đào Thị Trà My nhận anh Giuse Phạm Thanh Sơn làm chồng và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự hưng thuận các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Amen. Em Maria Đào Thị Trà My xem em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Phạm Thanh Sơn, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa quý cộng đoàn, kể từ giây phút này, giáo họ chúng ta, giáo xứ, giáo phận và giáo hội chúng ta đã có một gia đình mới. Xin chúng ta cùng vỗ tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hai anh chị và gia đình họ hàng hai bên. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của anh chị em chúng ta đây là anh Giuse Phạm Thanh Sơn và chị Maria Đào Thị Trà My. Chúng ta hãy ký thác anh chị này cho Chúa. Vì Hội Thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn, để Hội Thánh luôn trong trắng tinh tuyển xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, ôi mừng Chúa. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, ô hùng Chúa. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống chung tín với Chúa và với nhau.
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu của Chúa. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu của Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Yêu thương là tấm mây.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tổng tôn vinh danh Chúa và lưu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng, bằng những cách hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là muôn vật được sinh sản để tô điểm thế giới và con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa tâm đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đáng ngờ để nhận danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đấng tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và đền sơn Chúa sáng nay cho tới
Lạy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Phạm Thanh Sơn và chị Maria Đào Thị Trà My mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha tòa hân năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám ngửa hơn rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chúa tạm dùng, như kêu chúng con cha khỏi sự dữ. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu vũ trụ cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa, người nữ được kết hợp với người nam,
và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã liên kết với nhau để chung sống đời vợ chồng, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa được bền lòng chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỷ Chúa là chị Maria Đào Thị Trà My được ơn biết sống yêu thương hòa thuận, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong Thánh Kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây lạy Chúa, chúc con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa được kiên trì gắn bó với đức tin cùng các huấn lệnh của Chúa, và nhờ chung thủy hợp nhất với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn. Nhờ sức mạnh tin mừng củng cố, họ nên nhân chứng tốt lành của Đức Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt, và sau cùng khi đã tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phục cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống một đời. Thank you.
sao muôn nhân kết hợp tình yêu thắm hương. Xin bao nhiêu người chuốt đời được tan chung, xin nhau yêu nhau say đắm mối tình còn gì nhân phai. Xin cho thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng ưu ái thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hợp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các con hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi lưu lại trong nhà các con. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi, để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi, để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc, để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến
hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy.